Từ từ. Lấy dài chứ, lấy bốt gì mà đi tập đà. Đúng rồi đó, lấy đồ bốt. Em thấy lấy cái hộp dài đi tập đà cho cái lấy à. Dạ. Chục bà nữa. Đó mà cũng cố gắng ghê chứ, nó phải có sự quyết tâm ghê chứ, mình chắc mình chịu rồi đó. Được. Thì là... Để anh lên đầu thờ anh chơi game đi. Bữa qua chị lấy mấy tiền vậy? Lấy tiền thuốc thôi à? Tiền tiền bình nó đắt lắm, kêu tiền tiền thuốc hình như tiền chi đó là không, tiền 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 thuốc đó, lấy tiền thuốc thôi. Không, hắn nói là tiền thuốc 150. Thì bình thường không, 250 là tiền công của họ đó. Thì bình thường 100.000 tiền công bình thường mà. 100.000 họ lấy như rất là bình thường, rẻ đó, bình thường. Thì ý là chi mà lấy ai chi? Qua mình biết mà nó lấy là ngại liền. Mà nói là bữa nay thôi, bữa sau là mình nói là phải lấy tiền ấy chứ. Hắn đi làm mà. Trời, hắn đi làm nữa mà. Hắn làm cho họ lúc mùa mình hình như cũng 250 á. 200, 250. Ok, 200, 250 gì đó, tùy. Như Yên là hình như 200, còn kêu về nhà hoặc là tới chỗ nó nằm là đang đó, chỗ hắn cũng muốn tiền mà.
Bữa hôm qua đi quay mấy ca cũng tư tư rồi. Trời ơi, hướng lên mà ta nói là giống như dòi á. Không cần đông kim, không có mấy cục đông kim đâu. Đấy là mụn chi mà dễ ra dễ sợ luôn. Mụn trâu, mụn nó mụn trâu, mụn cám trâu. Rồi mụn cám hậu là mụn nó mới sinh. Thấy ly chặn vô mà ra đỡ đi thì nhất là cái mũi á. Hà, chị mới xem khúc đầu thôi. Chị thấy cái cầm đã kìa, mới vô thì thấy cái cầm đã. Hình như có quay bên kia cái phải không? Bên kia quay trước đúng không? Bên trước có thấy đã quay này đúng không? Mấy cũng lì. Ai? Ta tuyên bố rồi nghe nè, ta không nói giỡn nè. Này cả clip quay vô mà có bạn ngồi sau gương nữa. Mày ghê. Chúng ta coi lại mấy cái clip á, mà ngồi mày sau gương. Ngay cửa sổ mà ngồi. Mày ngồi mày soi kiểu nó biểu ra không ra mụn. Soi là mặt mà không bao giờ hết mụn. Bữa mô á, thấy thằng rưa quay đăng lên mạng á, là nó chừa luôn. Nó tám cũng lao nha, mình đã đánh tám là ô gương. Biết cái bóng xin nó, cái mạng vô cái gương á. Bữa mô ta đặt camera trong mùng tám này. Cái kia. Ta nhìn ra điểm lỗng để đăng lên. Ô miếng gương đó. Ngồi đấy, ngày ra thêm mấy sợi lông nữa. Lâu hôm nay nhiều thì ít. Hay là nhộm mà chuẩn bị Noel nhộm màu xanh đồ hoặc là màu đỏ đồ đấy.
Người nó vô hậu. Ai mượn ai em chí. Thì cái chứ ở với mấy chị này chập à. Nó yêu tinh yêu quái không thì. Quay lâu lâu xin đi. Đang đau quá rồi. Trời, gió là quê là ăn rứa đó. Da thịt chi mà. Cô này hình như hay đi với chị đúng không? Dạ, đúng rồi. Chị chắc hết mụn rồi. Cho chị cái khăn này mời. Ừ. Khăn cam á. Có khăn cam. Nó đỡ chảy. Cố gắng nha. Chị. Chị dùng mà chị cũng không biết chị thấy á. Mà chị đó. Lịch sử vô vậy là đâu biết đâu. À, đăng ký răng lây chị chưa đăng ký cái nó tin nhắn về số điện thoại á. Ờ. À. Từ phí 10.000 rồi chứ mấy, mười mấy ngàn, 10.000.
À, mình đăng ký trên mini không được à? Để chị hỏi thử con này bên MB thử. Nhưng mà mình phải tới ngân hàng à? Vô lấy nữa. Để chị nói thử. Ý là báo về số điện thoại nữa. Để cho em làm cái chị rút tiền đi, rút tiền phải nữa. Rút tiền nào? Rút tiền phải là tiền mà ba ba kia. Không, đặt giao dịch trên đây được ra tự rút ra gặp lên. Mà hình như con Yên đâu phải MB đâu. Yên làm số điện thoại Yên được không? Không, số tài khoản mà số điện thoại. Mà pin của thẻ là khác. Bà Mô cũng có ngân hàng MB đó. Thì bữa Hậu làm luôn. Bữa Yên tính rủ anh đi làm luôn. Sáng nay Yên đi rút tiền làm luôn. Rút tiền làm chi ta? Hết tiền tiêu rồi. Chị không bao giờ dùng tới thẻ luôn á. Cái thẻ chị không biết ở đâu luôn á. Ờ đúng rồi đó. Chị ghét liên quan tới giấy tờ đó. Tỷ ghét luôn. Bán cho nhanh, bùm cho nhanh, tin cho nhanh. Không biết đâu.